Đặt cây phong thủy có tác dụng chiêu tài, hút lộc, không chỉ giúp làm đẹp không gian mà còn góp phần gia tăng may mắn cho gia chủ. Cây ngọc bích, loại cây này thuộc họ sen đá. Phong thủy quan niệm đặt cây ngọc bích đúng vị trí sẽ giúp mang lại sức khỏe và sự may mắn cho gia chủ. Cây ngọc bích có sức sống mãnh liệt, sinh sản dễ dàng. Chỉ cần đặt lá xuống đất ẩm, nó sẽ nảy mầm thành nhiều cây con mới. Hình dáng của lá như giọt ngọc và màu xanh đặc trưng. Loại cây này không chỉ là biểu tượng của sự chia sẻ và tình bạn mà còn mang ý nghĩa may mắn. Cây kim tiền. Kim tiền là một trong những loại cây phong thủy giúp gia chủ hút tài lộc được nhiều người yêu thích. Loại cây này tích hợp đủ các yếu tố phong thủy gồm mộc cây, thổ, đất trồng dưới cây, thủy, nước tưới, kim chậu trồng hoặc bình thủy sinh. Vì tích hợp tính dương nên cây có khả năng điều hòa không khí, cân bằng âm dương. Cây kim tiền được xem là vật thu hút tài lộc, thịnh vượng, giàu sang và sức khỏe cho gia chủ. Nếu trồng kim tiền trong nhà mà thấy hoa nở thì chứng tỏ gia chủ ngày càng đắc lộc. Cây phú quý. Phong thủy quan niệm, đặt cây phú quý trong phòng khách sẽ giúp đem lại sự giàu sang, phú quý cho gia chủ. Lá của loại cây này có viền màu đỏ nên cũng đặc biệt thích hợp để đặt trong phòng khách. Hơn nữa, đặt phú quý trong phòng khách cũng tạo nét đẹp sang trọng, hài hòa cho không gian. Cây phát lộc. Hoa lá non của cây có màu đỏ rực như một ngọn nến đang cháy, nhìn rất đẹp mắt. Dịp Tết đặt một chậu cây phát lộc hoa trong nhà sẽ giúp không gian trở nên sinh động và tươi mới hơn. Hơn nữa, loài cây này cũng mang ý nghĩa về tài lộc nên được rất nhiều người yêu thích. Cây kim ngân. Loại cây này mang đến ý nghĩa giàu có và may mắn. Vị trí thích hợp nhất để đặt cây kim ngân là gần cửa chính của ngôi nhà hoặc trên bàn làm việc. Cây vạn lộc. Loại cây này có lá mỏng, hình bầu dục với những đốm xanh đỏ hồng xen kẽ. Màu sắc chủ đạo của cây là hồng với viền lá xanh. Theo phong thủy thì màu đỏ hồng của lá chính là màu của sự may mắn, giúp thu hút năng lượng tích cực. Bên cạnh đó, người trồng cây cũng thêm phần hanh thông về tài lộc, công việc được thuận lợi hơn. Nếu cây vạn lộc ra hoa thì báo hiệu cuộc sống sẽ giống như hoa nở, vui vẻ, hạnh phúc muôn vàn. Những thông tin chú ý khác chúng tôi sẽ cập nhật bài viết lần sau. Rất mong sự ủng hộ của các bạn. Chúc các bạn vui vẻ. Xin chào, chia sẻ hữu ích nhé.